Mỹ sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Myanmar. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 3 đã ra lệnh cho tất cả nhân viên ngoại giao không quan trọng của nước này và gia đình họ rời khỏi Myanmar. Bộ Ngoại giao đã quyết định cho phép các nhân viên chính phủ được rời khỏi Myanmar bởi sự an toàn của bản thân họ và gia đình, cũng như các doanh nghiệp tư nhân là ưu tiên hàng đầu của Bộ. Đại sứ quán vẫn mở cửa và tiếp tục cung cấp những dịch vụ lãnh sự ở mức giới hạn cho công dân Mỹ và người xin cấp thị thực do những hạn chế về dịch bệnh COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Potter nói với hãng tin CNN, chúng tôi cảnh báo công dân hạn chế tới Myanmar do tình hình dịch bệnh, cũng như nhiều khu vực ở đất nước này đã rơi vào tình trạng bất ổn và bạo lực vũ trang. Trong thời điểm này, các chuyến bay thương mại vẫn có sẵn và chúng tôi khuyến khích công dân Mỹ nên đưa ra các lựa chọn, bà Potter nói thêm. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 3 tiếp tục lên án tình hình bạo lực tại Myanmar. Những người biểu tình không tham gia hành vi bạo lực đã bị sát hại, đánh đập, cầm tù, trong khi hơn 100 người khác đã thiệt mạng do các hành động bạo lực của giới quân sự vào ngày 27 tháng 3. Nhiều người thiệt mạng trong ngày các lực lượng vũ trang Myanmar khi họ chỉ đứng bên ngoài theo dõi các cuộc bạo động. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em, đứa nhỏ nhất mới chỉ có 5 tuổi. Ngoại trưởng Blinken nói với hãng tin CNN, chúng tôi kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho những người vô cớ bị bắt giam, ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên dân sự xã hội, phóng viên hoặc nhân viên công đoàn, ngừng những hành động bắn giết nhằm vào người dân và trả lại quyền lực cho chính phủ hợp pháp được dân bầu, ông Blinken nói thêm. Số liệu thống kê từ Hiệp hội hỗ trợ các tù nhân chính trị cho biết, các hành động bạo lực của lực lượng an ninh và quân đội Myanmar nhằm vào đám đông biểu tình đã khiến ít nhất 510 người thiệt mạng kể từ sau cuộc chính biến quân sự hôm 1 tháng 2. Những thông tin thời sự thế giới mới nhất sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.